chạy. Ok. Tình huống số 2 đó là khi bị tùng tay, đang đi trên đường bị tùng tay thì nó đơn giản. Lấy cả bạn cứ làm cái chạy. Ok. Đơn giản là áp dụng này và chạy. Đơn giản vậy thôi. Thì tình huống số 3 bị bóp cổ thì cái tình huống này các bạn chỉ cần đừng còn bóp cổ, các bạn phải có phản xạ là bóp cổ thì giữ lại và xoay rồi sau đó xoáy liền lên đi bóp cổ bắt nạt đấy đấy chạy. Ok. Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Lời Trần Karate. Và ngày hôm nay Lời Trần muốn chia sẻ với tất cả các bạn 3 cái tình huống từ về nữ mà mỗi bạn nữ cần phải biết, cần phải mang theo mình để mà phải cứu mình, bảo vệ mình trong những cái tình huống nguy hiểm trên cái chặng đường. Ok, bởi vì 3 cái tình huống này là những cái tình huống nó phổ biến nhất các bạn nữ thường gặp trong cái cuộc sống. Thì ngày hôm nay Lời Trần chia sẻ với tất cả các bạn 3 cái kỹ năng này để các bạn nữ mang theo. Ok, để các bạn theo dõi những cái nội dung có giá trị trong kênh Lời Trần Karate thì vui lòng đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những cái nội dung mới. Lời Trần muốn chia sẻ với tất cả các bạn nữ về 3 cái kỹ năng đó là gì? Kỹ năng thứ nhất đó là khi mình bị túm tóc thì cái cách giải thoát như thế nào? Đây là một cái tình huống nó vô cùng phổ biến đối với các bạn nữ, và khi các bạn nữ rơi vào cái tình huống này nó thường rơi vào cái thế bị động và thường đứng chịu trận. Và cái tình huống thứ hai đó là khi đối phương, khi các bạn nữ bị túm tay thì cách xử lý như thế nào, và cái tình huống thứ ba đó là khi bị bóp cổ thì các bạn xử lý như thế nào. Thì đó là những 3 cái tình huống nó phổ biến mà các bạn nữ thường gặp. Đây là cái 3 tình huống mà các bạn nữ các bạn nam cũng có thể gặp, nhưng mà bạn nữ thì nó phổ biến hơn. Và khi các bạn rơi vào cái tình huống này thì các bạn nữ nó thường dường như là nó mất cái khả năng để mà giải thoát trong cái tình huống đó. Và ngày hôm nay Lời Trần muốn chia sẻ với các bạn 3 cái kỹ năng đó và dường như là 3 cái bí quyết. Đây, cái tình huống đầu tiên là khi các bạn nữ bị túm tóc. Bởi vì khi các bạn nữ mà rơi vào cái tình huống bị túm tóc, các bạn nên phải hiểu rõ về cái túm tóc của nữ là nó không bao giờ thoát ra được. Bởi vì cái bàn tay này đã túm cái tóc của nam thì nó sẽ có trơn trượt hoặc một cái lực bám yếu, nhưng mà của nữ thì nó sẽ tạo một cái lực bám nó vô cùng, càng đánh vào mặt bao nhiêu thì cái người túm tóc đó càng giữ chặt bấy nhiêu, thì các bạn càng đánh thì nó càng giữ chặt, các bạn càng đánh thì nó giữ chặt, các bạn càng kéo thì nó càng giữ chặt, thì cuối cùng là các bạn sẽ không giải thoát ra được cái tình huống đó. Mà các bạn phải có cái nghệ thuật trong cái tình huống đó. Khi bị tình huống bị đối phương túm tóc như thế này thì đây cũng có tóc này, nhưng mà các bạn nữ sẽ có tóc, thì điều đầu tiên là nó sẽ giằng co hoặc có thể đánh, hoặc nó có thể đánh túm tóc, đánh. Thì cái điều đầu tiên các bạn phải ôm cái đầu, và ôm đầu ấy, khi các bạn ôm đầu thì các bạn giữ tay. Đấy. Đầu tiên tôi làm nhanh trước để các bạn hiểu về cái cách làm. Rồi đánh nhau không? Đấy. Đấy. Vừa xoay và chạy thoát. Thấy không? Đó đấy. Đầu tiên này. Đấy. Tôm này, giật xuống, xoay và chạy thoát. Đó. Thì về nguyện ta phải quay lại áp dụng nguyên tắc 3 giây, có nghĩa là sau khi các bạn thoát ra khỏi tình huống đó, các bạn phải chạy thật nhanh trong vòng 3 giây. Thì đối với các bạn nữ rơi vào cái tình huống giống như đánh ghen này, các bạn nữ học sinh đánh nhau, hoặc là những cái tình huống nữ mà trục tóc được của nhau thì thôi rồi, không có cái lối thoát. Nhưng thì ngày hôm nay tôi sẽ áp dụng cái nguyên tắc này để các bạn áp dụng ngoài cuộc sống. Nếu các bạn hiểu được cái nguyên tắc này thì các bạn sẽ bất cứ khi mà bị kẻ bắt nạt mà túm tóc hoặc một cái vụ đánh ghen nào thì có nghĩa là người ta đã chiếm thế thắng rồi, cho nên họ chủ động. Cho nên các bạn phải làm cái tình huống là phải khoan hoa hoặc là giữ cho họ càng thì có nhiều cái cách, nhưng mà từ khi họ vô là mình phải, khi bị đối phương túm tóc thì các bạn nữ phải nhớ là phải giữ tay thì chặt, càng chặt cái tay của đối phương vào cái đầu của các bạn thì càng hiệu quả bấy nhiêu, bởi vì khi các bạn giữ tay chặt như thế này thì nó sẽ không bị xê dịch, thì cả cái đầu tóc của các bạn sẽ không bị đau, hoặc là nó sẽ giảm bớt suy phân chấn thương. Thì các bạn đầu tiên là phải chụp tay ở đây, giữ chặt, kéo bao nhiêu thì các bạn giữ chặt, và cái miệng của các bạn phải nói điều gì đó, phải nói đấy, ví dụ như trong tình huống này giống như tôi anh tha cho em, anh tha cho em, bất ngờ lùi xuống giật mạnh như thế này, cái cổ tay này giật mạnh như thế này làm cho đối phương nó tê liệt cái khả năng đó, giật mạnh, sau đó xoay một cái, xoay cái như thế này. Khi giật tay xuống như thế này thì cái lực của các ngón tay này sẽ nó mở ra như thế này, và các bạn xoay như thế này thì giải thoát cái đối phương, tay của đối phương mở tay, thì các bạn chạy khỏi cái tình huống đó, chạy khỏi tình huống nguy hiểm. Thì đó là cái cách. Điều thứ nhất là các bạn phải giống như có tình huống cầu sinh để làm cho, đương nhiên cái sự cầu sinh đó đối phương sẽ không tha, nhưng nó làm cho đối phương yên tâm là các bạn không có một kháng cự. Thì các bạn sau khi đối phương không nghĩ là bạn không có kháng cự thì bất ngờ giật mạnh cái tay làm cho đối phương mở tay ra, mà các bạn thoát thân trong cái tình huống đó. Đấy, ví dụ như này tôi làm lại tùng tóc, cho dù đánh thì các bạn như thế này là nó giữ như thế này thôi. Anh tha cho em, anh tha cho em, anh tha cho em, bất ngờ lên và chạy. Đó là các bạn phải nhớ nguyên tắc là sau khi thoát khỏi tình huống đó là phải chạy thật nhanh, ra khỏi đó. Nguyên tắc 3 giây là chạy thật nhanh. Ok, bởi vì các bạn hãy nhớ này, cái tay này á, ví dụ tụng đây chỉ cần giật một cái như thế này thì về nguyên tắc là bị bất ngờ, cho nên các cái khớp tay nó sẽ bị mở ra, và các bạn có cái cơ hội kèm theo cái động tác là giật và xoay thì nó sẽ hiệu quả. Ok, đó là về cái bị túng tóc, nó rất chi là đơn giản. Cái đơn giản nó nằm ở cái sự nghệ thuật và diễn biến của cái tình huống đó. Các bạn phải giữ chặt, và cho dù ở phía sau túng tóc, ở phía sau túng tóc ở phía sau như thế này, kéo như thế này, thì đầu tiên là các bạn cũng phải xoay về ở hướng này. Cho dù kéo tóc của nữ thì nó có kéo như thế này, thì các bạn xoay ra như thế này, túng tóc và xoay đó. Thì cùng về cái trường hợp này và lên và chạy. Đó là cái nguyên tắc của bị túng tóc. Đây là một cái trường hợp phổ biến, và các bạn phải tập luyện và hiểu về cặn kẽ của nguyên tắc đó và xoay thì các bạn sẽ giải thoát. Bởi vì cái này là nếu mà đối phương nữ mà nó bị núm tóc như thế này thì không có lối thoát. Ok, phải áp dụng nguyên tắc này, chỉ duy nhất nguyên tắc này mới áp dụng được thôi. Đó là về cái tình huống bị túng tóc. Cái tình huống thứ hai đó là cái túng tay. Thường các bạn nữ thì bị lôi cuốn vào những cái, thường là các bạn nam lôi như thế này, hoặc là một cái sự bắt nạt nào đó túng tay để kéo đi. Thì các bạn nữ mà có một số kỹ năng này thì ta sẽ giúp mình giải thoát trong được một cái sự nguy hiểm nào đó. Trong cái tình huống này là nó luôn luôn phổ biến. Thì về cái nguyên tắc bị túng tay thì ta phải áp dụng này. Trong cái nguyên tắc từ về có nguyên tắc là xa thì yếu, gần thì mạnh. Như thế nào là xa, yếu, gần, mạnh? Có nghĩa là càng xa cơ thể của mình ấy, càng xa cơ thể của mình thì nó sẽ yếu, mà càng gần cơ thể của mình nó sẽ mạnh. Thì cái tay này cũng vậy, đối phương bắt kéo xa như thế này ấy, thì cái tay của mình yếu, nhưng mà gần lại cơ thể thì nó mạnh. Thì ta phải luôn luôn áp dụng là tất cả mọi thứ đều muốn cho cái tay mình càng mạnh thêm thì mình phải kéo sát vào trong người. Về nguyên tắc bị túng tay thì về cái điểm yếu nhất của cái sự túng tay đó là điểm nối giữa cái ngón cái này và 4 ngón. Thì và cái tay này ta phải tìm kiếm cái điểm nhỏ nhất kết hợp với cái điểm nối này. Về cái tay này thì nó đang đúng như thế này, ta phải xoay cái điểm nhỏ nhất của cái bàn của cẳng tay này là gì? Đó là cái sóng cánh tay này, hoặc cái sóng cánh tay này. Đây là cái điểm nhỏ nhất, và ta phải xoay cái điểm nhỏ nhất tới điểm nối của cái ngón cái và 4 ngón chân. Thì đấy, ta xoay Đó. Đầu tiên là ta phải xoay kèm theo động tác rút vào trong người. Vì sao phải rút vào trong người, kéo vào trong người? Để cho cái lực của cánh tay mình nó mạnh hơn. Đây. Đó. Chứ không phải là rút như thế này, đi xa như thế này nó sẽ yếu, mà phải vào trong người. Phải vào trong người. Giống như cái nắm đấm vào trong người. Xoay. Đó. Đấy. Cho dù mạnh bao nhiêu thì mình chỉ áp dụng nguyên tắc là kéo vào trong người và xoay cái điểm nhỏ nhất tới cái điểm nổi của đối phương. Thì ví dụ như đang như thế này. Đó. Nguyên tắc thứ nhất này. Thứ hai, đánh vào đôi mắt, nguyên tắc áp dụng nguyên tắc số 1 là đánh vào cái hạn chế tầm nhìn của đối phương, đánh vào đôi mắt, sau đó chạy. Đó. Phải chạy nhé, phải chạy. Không thể đứng, phải chạy. Áp dụng nguyên tắc số 1 là đi túm tay. Đó. Chạy. Về cái bị túm tay này thì các bạn này, nhớ này. Đầu tiên, 1 là xoay, 2 là rút vào trong người, 3 là đánh thẳng mở tay vào lên mặt, 4 là chạy. Đấy. Đó là bị túm tay đơn thuần, không được kéo như rút này. Cho dù các bạn kéo như bao nhiêu tay của bạn nam thì làm sao các bạn rút được, mà phải áp dụng nguyên tắc xoay và rút vào trong người, đồng thời đánh vào nơi đôi mắt và chạy. Đó là bị túm tay. À, ví dụ như đang đi trên đường thì bị bạn nam túm, đấy túm. Đó. Đấy, chạy. Ok, đó là về cái nguyên tắc bìm kẻ bắt nạt, bìm kẻ háo sắc hoặc bìm cái gì đó ngoài đường bắt nạt túm tay thì ta áp dụng này. Thứ nhất là gần trong người, sát trong người thì mạnh, xa là yếu. Ta phải hiểu cái nguyên tắc như vậy. Cho nên muốn cho cơ thể mình mạnh thì ta luôn luôn sát vào hông. Đây. Đấy. Đó. Hoặc đó là cái nguyên tắc kéo tay và đánh. Cái nguyên tắc, cái cách áp dụng số 2 khi bị túm tay đó là đây. Ta từ đây ta bắt tay. Đây. Đây. Ta từ đây ta vòng qua bên này, xoay cổ tay và túm tay lại. Đấy. Đây. Đó. Xoay thì cũng phải áp dụng vào trong người. Ta phải luôn luôn áp dụng cái tình huống là để cho cái cánh tay của mình mạnh, mình phải vào trong người này. Đấy. Vào trong người. Đó. Và đánh một cái chạy. Đây, ví dụ như tình huống số 2, vào trong người, phải bắt vào đây chứ không phải là kéo ra như thế này, các bạn sẽ yếu, và nhất là các bạn nữ nữa. Thì 1 đấy, vào trong người, vào trong người, lên đây. Đó, vào trong người và chạy thôi. Các bạn phải áp dụng nguyên tắc, bởi vì ta ở đây là những cái kỹ năng để áp dụng thông theo cái nguyên lý là đánh chạy, đánh chạy. Đấy, cho nên các bạn phải nhớ cái nguyên tắc đó để các bạn áp dụng vào. Đó, ok. Có hai cái khi bị túm tay thì có hai cách cơ bản để các bạn nữ có thể, 1 đánh, 2 là xoay chạy. Đó, đó là cái nguyên tắc bị túm tay. Cái nguyên tắc cái trường hợp số 3 mà các bạn nữ hay bị gặp đó là bị bóp cổ, bởi vì các bạn nữ yếu mà, cho nên bị bóp cổ bắt nạt. Đấy, như thế này. Ok. Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc bị bóp cổ, các bạn chỉ cần mất 3 giây. Nếu các bạn 3 giây muốn kiểm soát thì các bạn nó sẽ bị mất đi kiểm soát, vì cái hệ thống cái con người ta có cái cổ này mà nó bị một cái lực tác động đột ngột thì cái đó của ta nó bị dừng đột ngột, để bảo toàn cái năng lượng, bảo toàn cái hệ thống, cho nên nó sẽ bị mất kiểm soát. Khi các bạn để cho cái tay của đối phương lọt vào trong cổ này 3 giây thì các bạn hoàn toàn là có thể chết lâm sàng. Đó. Cho nên các bạn đầu tiên là các bạn đừng, khi bị bóp thì cái cổ của bạn, đấy, cổ của bạn gì vào để giữ cho cái tay nó khỏi không vào tới trong yết hầu. Đấy. Sau đó các bạn về cái nữ thì đơn giản thôi. Về cái này các bạn đơn giản, đừng có hiểu gì nhiều, ví dụ như thế này cũng được. Nhưng mà các bạn tình huống này thì các bạn chạy, cho nên các bạn chỉ cần xoay đánh đạp cái chạy, không cần phải đá được, mà ta chỉ cần nghiêng người qua này, nghiêng người đánh vào nơi mắt, và này, đánh vào nơi mắt và thuần chân, thuần đường mà giơ chân lên để chạy thì chạy luôn. Đó là những mà tất cả ai cũng làm được hết, nó đơn giản, không phải là một cái võ thuật cao đẳng gì cả, mà đơn giản vào cái như thế này, xoay đó, nâng chân lên thì cái tình huống đó bị bóp cổ. Có nhiều cái tình huống bị bóp cổ như thế này, có thể như thế này cũng được, nhưng mà nó phức tạp quá. Ở đây các bạn chỉ cần đơn giản là xoay người là đã an toàn rồi, xoay người là cái tay của tất đây ra. Đấy, nói như thế này xoay người là đã an toàn rồi. Theo theo động tác tay đấy thì đơn giản. Có 3 cái tình huống như vậy. Để mà 3 cái tình huống này nó có thể là nhìn đơn giản, nhưng mà ta luôn luôn áp dụng theo cái nguyên tắc tự vệ để các bạn có thể tìm kiếm được cái cơ hội giải thoát trong những cái tình huống nguy hiểm các bạn gặp trên cái đường đời. Và những cái tình huống này bất cứ ai cũng làm được, bất cứ bạn nào cũng làm được, và thường áp dụng cho cái bạn nữ, cho nên các bạn nữ nên xem và chia sẻ những cái nội dung này để tập luyện, để học, để lỡ khi các bạn rơi vào những cái tình huống như thế này thì các bạn có thể tìm kiếm được cái cơ hội thoát thân khỏi cái tình huống này. Ok, và để mọi người xem những cái nội dung có giá trị trong cái kênh Lời Trần Karate trong cái thời gian tới thì vui lòng đăng ký kênh của Lời Trần để mà xem những cái nội dung có giá trị. Ok, và bây giờ là những cái nội dung đó thì bây giờ tôi sẽ làm nhanh và áp dụng vào những cái bạn nữ thì nó như thế nào thì bây giờ ta sẽ cùng xem. Ok, ví dụ tôi làm nhanh tình huống đầu tiên, số 1 vào tùng tóc. Dạ nhanh thao chơi lên, và chạy. Ok, tình huống số 2 đó là khi bị tùng tay, đang đi trên đường bị tùng tay thì nó đơn giản, lấy cả bằng cứ lại chạy. Ok, đơn giản là áp dụng này và chạy, đơn giản vậy thôi. Thì tình huống số 3 bị bóp cổ thì cái tình huống này các bạn chỉ cần đừng còn bóp cổ, các bạn phải có phản xạ là bóp cổ thì giữ lại và xoay, rồi sau đó xoay liền lên đi bóp cổ, bắt nạt đấy. Ok,